Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay đã ra hai trận đấu tiếp theo của vòng 23 giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu giữa Leeds United với Manchester United cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Cuộc so tài này thì Leeds United có lợi thế sân nhà so với 3 ngày trước, thì Leeds United tiếp tục thi đấu tốt trước Manchester United. Mặc dù họ không ghi được bàn thắng sớm như ở trận đấu lượt đi cách đây 3 ngày, tuy nhiên thì Leeds United đã tạo ra một thế trận phòng ngự phản công rất là khó chịu và khiến cho Manchester United bế tắc phải đến phút thứ 80 của trận đấu, khi mà Luke Shaw có đường tạt bóng thần sầu để cho Marcus Rashford đánh đầu mở tỷ số cho Manchester United, thì Leeds United mới chịu để thủng lưới. Và sau khi để thủng lưới thì Leeds United buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, và điều gì đến đã phải đến. Phút 85 của trận đấu thì Weghorst đã có đường chuyền rất hay để Garnacho xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu thì Manchester United hai lần đưa được bóng vào lưới của Leeds United, tuy nhiên thì đều bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. Chung cuộc thì Manchester United giành chiến thắng với tỷ số 0-2. Mặc dù giành thắng với tỷ số 2-0 ở trận đấu này, nhưng mà Manchester United đã trình diễn một lối đá không thực sự thuyết phục, và nếu như mà muốn tiếp tục đua địch ở mùa giải năm nay thì họ còn rất nhiều việc phải làm. Trong khi đó, ở trận đấu sau đó diễn ra giữa Manchester City với Aston Villa, chứng kiến Manchester United giành chiến thắng và trận hòa của Arsenal một ngày trước đó, thì Manchester City buộc phải đánh bại Aston Villa để mà tiếp tục cái cuộc đua vô địch của mình, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Arsenal trước khi đối đầu với đội bóng này ở trận đấu bù diễn ra sau đây ít ngày. Và với cái mục tiêu và mục đích như vậy cộng với lợi thế sân nhà thì Manchester City đã chơi rất là tốt. Ngay phút thứ tư của trận đấu, Rory đã ghi bàn mở tỷ số cho Manchester City. Đến phút thứ 39, Haaland kiến tạo để Gundogan nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi một khép lại thì Riyad Mahrez đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 trên chấm 11m cho nhà đương kim vô địch. Trong hiệp thi đấu thứ hai thì Aston Villa đã chơi rất là nỗ lực và cố gắng. Họ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 61 do công của Watkins. Tuy nhiên trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu thì Aston Villa đã không ghi được thêm bàn thắng. Chung cuộc thì Manchester City giành chiến thắng với tỷ số 3-1 để củng cố cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng mình. Và hiện tại thì Manchester City chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal có 3 điểm nữa mà thôi. Theo lịch thi đấu của giải Ngoại hạng Anh thì đêm nay sẽ diễn ra trận đấu muộn còn lại của Ngoại hạng Anh, đó là cuộc so tài của Liverpool với Everton vào lúc 3 giờ ngày 14 tháng 2. Đây là trận đấu mà Liverpool được dự đoán sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh tính đến sáng ngày 13 tháng 2 như sau. Arsenal dẫn đầu với 51 điểm, đứng thứ hai là Manchester City 48 điểm, xếp thứ ba là Manchester United 46 điểm, đứng thứ tư là Newcastle United 41 điểm, xếp thứ năm là Tottenham 39 điểm, đứng thứ sáu là Brighton 35 điểm, xếp thứ bảy là Fulham 35 điểm, đứng thứ 8 là Brentford 34 điểm, Chelsea đứng thứ 9 với 31 điểm, Liverpool đứng thứ 10 với 29 điểm, đứng thứ 11 là Aston Villa 28 điểm, xếp thứ 12 là Crystal Palace 25 điểm, đứng thứ 13 là Leicester City 24 điểm, đứng thứ 14 là Nottingham Forest 24 điểm, xếp thứ 15 là Wolves 23 điểm, đứng thứ 16 là West Ham 20 điểm, đứng thứ 17 là Leeds United 19 điểm. Ba vị trí cùng thuộc về Everton 18 điểm, Bournemouth 18 điểm và Southampton 15 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về bảng xếp hạng cũng như cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay, đồng thời dự đoán trận đấu giữa Liverpool và Everton, hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.